Cũng trong không khí cả nước chào mừng ngày 20 tháng 11, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt gửi lời chúc mừng đến tập thể thầy cô. Ông hy vọng trong thời gian tới, tập thể thầy cô sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từng bước khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường, qua đó đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà. Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã hoạt động trong suốt 11 năm qua và 6 cơ sở đang hoạt động. Đây là đơn vị tiên phong trong việc tạo ra mô hình giáo dục chất lượng hiện đại, sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.